10 loài chó hung dữ và nguy hiểm nhất thế giới cần cẩn trọng. Dưới đây là danh sách các loài chó dữ dằn, hung tợn nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên chúng lại là nhóm chó rất thông minh và cực kỳ trung thành. Trong đó nhiều con còn sở hữu những khả năng phi thường. Chắc chắn bạn sẽ rất bất ngờ khi bắt gặp những chú chó quen thuộc, tưởng chừng như hiền lành, vô hại cũng góp mặt trong danh sách này đấy. E Top 10 loài chó hung dữ nhất thế giới. 1. Pitbull. Pitbull có nguồn gốc từ Châu Mỹ. Chúng được đánh giá là loài siêu khuyển hung dữ và nguy hiểm bậc nhất thế giới. Chó Pitbull sở hữu một bộ hàm cực kỳ khỏe, một khi đã cắn được đối thủ thì rất khó để chúng nhả ra, ngay cả khi có mệnh lệnh từ chủ nhân. Pitbull nổi tiếng là giống chó gan lì, dữ dằn và hiếu chiến nhất hành tinh. Ngoài ra, chúng còn được đào tạo để tham gia trong các cuộc đấu chó khốc liệt. Giống chó này còn có khả năng leo trèo, bơi lội tốt, chúng cũng có thể nhảy cao đến 3 mét. Tốt nhất là bạn không nên lại gần chúng bởi đã có không ít nạn nhân bị chó pitbull cắn tử vong. Pitbull thậm chí có thể hạ gục chó sói và những loài vật nuôi có kích thước to hơn. Tuy nhiên, nghịch lý ở Việt Nam hiện nay pitbull được nuôi khá phổ biến. 2. Rottweiler. Tuy đã được cảnh báo đây là dòng thú cảnh không thích hợp để nuôi trong nhà nhưng chúng vẫn xuất hiện rất nhiều trong các gia đình tại Việt Nam. Chó Rottweiler khiến không ít người kinh sợ vì độ dữ tợn cũng như thân hình to khỏe của chúng. Trên thực tế có rất nhiều trường hợp tử vong vì bị Rottweiler cắn. Chúng cũng được mệnh danh là loài chó không biết sợ hãi. Chó Rottweiler có nguồn gốc từ Đức, chúng còn được gọi là Rott hay Rotti. Nếu được nuôi dạy, huấn luyện đúng cách, chúng sẽ trở thành một người bảo vệ không bao giờ phản bội bạn. Chủ nhân của Rottweiler cần phải thực sự cứng rắn và nghiêm khắc. Ngoài ra cần phải có kế hoạch huấn luyện chuyên nghiệp và bài bản để điều khiển chúng. Nếu không chúng sẽ rất dữ tợn và sẽ gây nguy hiểm cho gia đình chủ nhân cũng như những người xung quanh. Rottweiler cũng luôn góp mặt trong các công tác nghiệp vụ, cứu hộ cứu nạn. 3. Phila Brasileiro Chó ngao Brazil hay còn gọi là Phila, có nguồn gốc từ chó ngao ở Anh. Đây là một trong những giống chó chăn gia súc hung dữ và có kích thước lớn nhất. Giống chó này vô cùng hiếu chiến và dễ bị kích động. Bản năng của chúng là bảo vệ đến cùng tất cả mọi thứ nằm trong phạm vi gia đình. Vì đặc tính này mà chó ngao Brazil luôn được sử dụng trong việc săn bắt, trông coi gia súc và nhà cửa. Chó Ngao Brazil nổi tiếng là loài hung hăng và khó huấn luyện nhất. Chúng thường không thể làm chủ được hành vi của mình do bản tính hung hăng. Có lẽ vì thế Fila Brasileiro đã bị cấm nuôi tại một số quốc gia trên thế giới. 4. Brisa Canario, Proze Brisa Canario. Giống chó này sở hữu thân hình to lớn và bản năng chiến đấu cao, có thể nhanh chóng kết liễu đối thủ trong vòng 5 phút nếu phải đặt trong một cuộc chiến không cân sức chủ nhân phải biết cách kiểm soát hành vi nếu không chúng sẽ tấn công người lạ và những loài chó khác. Nếu được chăm sóc và huấn luyện bài bản chúng sẽ trở thành người bạn thân thiết và trung thành nhất trong gia đình bạn. 5. Chó chăn cừu cầu cây diên Ovchaka Chó chăn cừu cầu cây diên Ovchaka có nguồn gốc từ Nga, thường được nuôi để bảo vệ gia súc ở vùng núi. Ngay cả những dòng chó sói máu lạnh cũng phải kiêng rè giống chó này. Loài chó này có kích thước lớn, cân nặng tối thiểu là 50kg và sở hữu sức khỏe đáng kinh ngạc chúng có tuổi thọ trung bình khoảng 12 năm. Cầu cây diền có bản tính cực kỳ dữ tợn, nếu không được huấn luyện và nuôi dạy bài bản, chúng sẽ trở nên vô cùng hung hăng và mất kiểm soát. Tuy nguy hiểm là vậy nhưng loài cầu cây diền lại cực kỳ trung thành. Chúng sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ chủ nhân và bạn bè cho dù phải hy sinh cả mạng sống. 6. Wolf Dog là chó lai sói có bản năng bảo vệ và săn mồi tuyệt đỉnh. Bởi trong cơ thể chúng luôn tuôn chảy dòng máu hoang dã của chó sói. Tuy nhiên, không thể lường trước được tính cách của loài chó này. Có thể chúng sẽ rất ngoan ngoãn khi đi với chủ nhân nhưng cũng rất dễ nổi cáo khi bị kích động. Chính vì mối nguy hiểm tiềm ẩn này mà nhiều bang tại Mỹ, Na Uy và một số quốc gia trên thế giới đã cấm nuôi wolfdog trong gia đình. Trên thực tế đã có nhiều vụ người bị wolfdog tấn công được ghi nhận, trong đó có cả trẻ em. 7. Alaska Malamute. Chó Alaskan Malamute là những chú chó được sinh ra ở vùng đất lạnh giá. Ở xứ lạnh Alaska, chúng được dùng để vận chuyển đồ đạc và làm chó săn tuy được nuôi khá phổ biến và trông chúng có vẻ hiền lành thân thiện thế nhưng ít ai biết được tính cách tiềm ẩn của alaska malamute sinh ra trong môi trường lạnh giá thời tiết khắc nghiệt nhưng chó alaska lại sở hữu một cơ thể vô cùng khỏe khoắn thậm chí chúng có thể hạ gục cả gấu mặc dù trông có vẻ dễ thương nhưng nếu không được dạy dỗ đúng cách thì chúng sẽ trở nên rất đáng sợ chủ nhân của alaska nên đưa chúng đi vận động cũng như tập luyện hàng ngày nếu không, chúng sẽ cảm thấy khó chịu, không nghe lời và bắt đầu phá phách đồ đạc trong nhà. Tuy nhiên, Alaskan Malamute là loài thông minh, trung thành và sống tình cảm. Chúng sẵn sàng bảo vệ bầy đàn cũng như bảo vệ chủ nhân khi cảm thấy có mối nguy hiểm nào đó đang đe dọa. Một khi bản năng của Malamute trỗi dậy thì chúng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, đã có trường hợp chúng tấn công con người. Ngoài ra, chó Alaskan Malamute có khả năng tiếp thu chậm nên người chủ cần phải kiên nhẫn khi dạy chúng. 8 Husky. Ngoại hình trông khá giống với Alaska, tổ tiên của Husky được sinh ra ở vùng cực Bắc. Husky là những chú chó thông minh, nhanh nhẹn và kéo xe giỏi trong thời tiết giá rét. Chúng ta thường thấy những chú chó Husky thuần chủng cực kỳ hiền lành và thân thiện. Thế nhưng, Husky sống trong tự nhiên thì lại rất hung dữ, thậm chí chúng có thể giữ tợn như một con sói. Husky vốn có bản tính hoang dã nên chủ nhân cần phải cho chúng vận động hàng ngày. Nếu không, chúng sẽ trở nên cáo gắt khó dạy dỗ và phá phách đồ đạc trong nhà. 9. Bullmastiff Không những sở hữu thân hình khổng lồ, to khỏe mà Bullmastiff còn sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc. Chó Bullmastiff có thể sở hữu chiều cao lên đến 70cm và nặng đến 65kg. Không những thế, Bullmastiff còn là loài thông minh, trung thành và dũng cảm. Chính vì sự nhanh nhẹn và tính cách độc lập của chúng, Bullmastiff được chọn để làm việc trong quân đội và các cơ quan nghiệp vụ. Chúng được tin tưởng giao phó những việc quan trọng như canh giữ kẻ săn trộm, bảo vệ, cảnh báo. Nhiều gia đình nuôi Bullmastiff để trông coi nhà cửa hoặc huấn luyện để chúng săn mồi. Bullmastiff cần được huấn luyện từ nhỏ trong môi trường chuyên nghiệp để cho vào khuôn phép nếu không khi trưởng thành chúng sẽ rất cứng đầu. 10. Doberman Pinschers Giống cho Doberman Pinschers không chỉ khiến nhiều người phải khiếp sợ vì bộ mặt dữ tợn mà chúng còn vô cùng khỏe mạnh, thông minh và hung dữ. Xét về tính cách thì Doberman rất dễ bị kích động nên trong quá trình nuôi bạn nên hạn chế chọc tức chúng để tránh tự gây tổn thương cho bản thân. Doberman còn sở hữu sự nhanh nhẹn, khả năng theo dõi tuyệt đỉnh và đôi tai cực kỳ thính. Với những khả năng và tính cách như vậy, Doberman sẽ là một chú chó bảo vệ số một nếu như được huấn luyện đúng cách. Doberman Pinschers cần được huấn luyện một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc ngay từ nhỏ. Chúng cần một người chủ thật nghiêm khắc, dày dạn kinh nghiệm và kiên nhẫn. Nếu không, mỗi khi mất kiểm soát chúng có thể gây ra án mạng bất cứ lúc nào. Nếu Doberman cảm thấy bạn là mối đe dọa cho gia đình chủ nhân thì chúng sẽ tấn công ngay lập tức. Do đó, tuyệt đối đừng lại gần chó Doberman nhé. Hai những vụ người bị chó giữ tấn công gây chấn động dư luận. Trên thế giới đã xảy ra những vụ người bị chó tấn công vô cùng thương tâm, trong đó phần lớn nạn nhân là trẻ em. Nguyên nhân chính nằm ở sự chủ quan, bất cẩn của cha mẹ. Sẽ ra sao nếu một bạn phát hiện chú chó mà bạn luôn thương yêu đã cướp đi mạng sống đứa con của bạn? Đây cũng là lời cảnh báo dành cho những gia đình nuôi chó nhưng lại chủ quan, không quan tâm đến sự an toàn của các thành viên trong gia đình. Bé gái 11 tháng tuổi tử vong vì bị chó pitbull tấn công. Ở Anh đã từng ghi nhận trường hợp một cô gái đang nằm trên giường một mình thì bị một con chó pitbull lao vào cắn xé dữ dội. Mặc dù cha mẹ cô bé cũng đang có mặt ở nhà tại thời điểm đó nhưng đã phát hiện sự việc quá muộn màng. Bé gái ngay lập tức được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Hoàng gia nhưng đã không thể qua khỏi. Cha mẹ cô bé cũng đã bị cáo buộc tội ngộ sát. Em bé sơ sinh 3 tuần tuổi bị chó cưng cắn chết. Ở Sunderland, một bé trai đã từng bị chó cưng trong nhà tấn công đến chết trong lúc mẹ cậu bé đang đi dự tang lễ. Sau khi trở về, mẹ cậu bé vô cùng bàng hoàng khi phát hiện sự việc và đưa cậu bé đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng cậu đã qua đời vì vết thương quá nặng. Chú chó thuộc giống Terry được gia đình nạn nhân nuôi từ khoảng một năm nay. Được biết, trong suốt khoảng thời gian trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, gia đình nạn nhân đã không còn quan tâm đến con chó như trước đây. Ba những thần chú sống còn bảo vệ bạn thoát khỏi chó dữ. Dưới đây là những điều bạn cần phải nhớ nếu không muốn bị chó dữ tấn công. Tuyệt đối không lại gần những con chó mới đẻ. Tránh xa những con chó đang gầm gừ hoặc trông có vẻ nguy hiểm. Khi bị chó dọa hay đuổi theo, bạn nên đứng im bất động, nếu bỏ chạy sẽ càng kích thích chúng. Không lại gần một con chó đang ăn. Không nhìn lâu hay nhìn thẳng vào mắt chó. Hãy leo lên những nơi cao nếu bạn bị một con chó giữ đuổi theo. Nếu bạn bị chó giữ tấn công thì sao? Dưới đây là những cách thoát thân bạn cần phải nhớ. Hét thật to để mọi người biết mà đến giúp đỡ. Dùng một chiếc gậy để cách ly hoặc tấn công lại chó. Dùng vật thế thân như khúc cây, khăn, áo, mũ, ném vào con chó đang đuổi theo bạn cố gắng che chắn những chỗ hiểm như đầu, cổ họng, mặt, hạ bộ. Dùng tay thuận chọc vào mắt, tai, đá thật mạnh vào sườn, bộ hạ, xương cụt hoặc hậu môn chó. Mình đã tổng hợp thông tin cơ bản về 10 loài chó giữ nguy hiểm nhất hành tinh cũng như mối nguy hiểm tiềm tàng từ chúng. Nếu bạn đang nuôi ý định sở hữu một em để giữ nhà thì hãy cân nhắc thật kỹ nhé.